Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu giải mã ý nghĩa những hình xăm nhạy cảm trên cơ thể của chính mình. Nữ diễn viên đã không ngần ngại giải thích về ý nghĩa của những hình xăm trên cơ thể. Trên cơ thể Ninh Dương Lan Ngọc có hai hình xăm và những hình xăm này đều có những ý nghĩa đặc biệt. Gái già lắm chiêu cho biết, đối với cô, xăm hình không xấu xa ghê gớm, mà nó là những dấu ấn trong cuộc sống của bản thân. Hình xăm đầu tiên được Ninh Dương Lan Ngọc xăm ngay bên hông có nội dung là dòng chữ Ninh Dương Lan Ngọc Never Give Up. Xăm vào khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời cô. Khi đó, người đẹp rơi vào tình trạng trầm cảm, stress nặng và hình xăm này như một lời nhắn nhủ với bản thân, không bao giờ bỏ cuộc, phải luôn phấn đấu và cố gắng không ngừng nghỉ. Lan Ngọc giải thích, em không bao giờ muốn bỏ cuộc. Khi bắt đầu xăm dòng chữ này, em nhìn lại bản thân và cứ thế tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, dù có khó khăn như thế nào. Hình xăm thứ hai nằm ngay phía sau dưới lưng, nội dung tiếp tục là một dòng chữ cuộc sống tươi đẹp để hướng đến những điều tốt đẹp vui vẻ trong cuộc sống. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Ninh Dương Lan Ngọc luôn vui vẻ và chấp nhận bước qua, cười thật tươi để đương đầu với mọi gian nan, nữ diễn viên cua lại vỡ bầu bộc bạch. Mới đây, dân tình lại xôn xao khi thấy Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân check-in cùng một địa điểm. Trước đó đã rất nhiều lần Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân cùng xuất hiện cùng nhau mặc đồ đôi, đi chơi chung. Tuy nhiên, trước những tin đồn tình ái, cả hai đều không lên tiếng trực tiếp phủ nhận hay khẳng định. Nói về lý do không công khai bạn trai dù đã thừa nhận đang trong một mối quan hệ, cô nói rằng khi nào đến ngày cưới, chắc chắn cô sẽ công khai, hiện tại vẫn muốn khán giả quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn thay vì những vấn đề bên lề. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, là một nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, từng tham gia trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Cánh Đồng Bất Tận, Vừa Đi Vừa Khóc, Trúng Số, Cua Lại Vợ Bầu, Mối Tình Đầu Của Tôi phiên bản Việt, Gái Già Lắm Chiêu 2 và 3. Đầu năm 2015, cô đoạt giải quán quân của chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ. Cô là diễn viên duy nhất giành hai lần giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cánh Diều Vàng qua hai bộ phim Cánh Đồng Bất Tận và Trúng Số.